Rồi, xin chào mọi người ha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ luyện một chút xíu về listening. Listening thì hy vọng là các bạn ở nhà ngoài cái việc là ở trên lớp Tuấn Anh có một số buổi luyện listening với các bạn để hướng dẫn các bạn làm sao để từ cái nội dung mà các bạn nghe được mà các bạn có thể chọn được cái đáp án đúng. Thì song song với cái việc đó thì các bạn hy vọng là các bạn ở nhà các bạn cũng chủ động giúp cho Tuấn Anh một cái việc là mỗi ngày chúng ta mở băng lên chúng ta nghe dùng cho Tuấn Anh một tí xíu. Có thể là không cần phải nghe nhiều lắm, nghe khoảng 15 đến 30 phút thôi. Có thể là sau khi các bạn đi học đi làm về thì chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta chịu khó chúng ta bật băng lên nghe một tí xíu. Hoặc là bạn nào mà có thói quen dậy sớm tập thể dục thì sau khi mà chuẩn bị đồ đạc xong rồi thì trước khi mà đi làm đi học thì chúng ta dành một ít thời gian khoảng 15 phút để chúng ta bật băng lên nghe dùng cho Tuấn Anh nha. Bởi vì á, chúng ta phải nghe nhiều thì chúng ta mới quen với lại cái âm mà người ta phát âm ra được không mọi người. Thì chúng ta có thể nghe được ở đâu ạ? À? Chúng ta có thể nghe được từ trong cái tài liệu Cambridge này ha. Thì hiện giờ là Tuấn Anh dạy cái cuốn Cambridge IELTS số 6. Tuy nhiên là các bạn có thể là mở thêm những cái cuốn IELTS khác. Ví dụ là 7, 8, 9, 10, 11, 12. Để mà các bạn nghe thêm những cái bộ đề khác, chủ động nghe thêm. Ví dụ như ngày hôm nay Tuấn Anh hướng dẫn cho các bạn cái phần mà section số 2 thì các bạn có thể là cũng cái section số 2 nhưng mà các bạn lựa chọn những cái test khác, những cái đề bài khác ở trong cuốn cuốn 7 8 9 10 ví dụ vậy, hoặc là các bạn nghe cái test số 2, số 3, số 4 của cái cuốn số 6 chẳng hạn, và các bạn cùng nghe với cái section số 1, số 2 mà mình mới vừa học xong, để mà chúng ta quen với cái cảm giác nghe và ứng dụng luôn những cái mà mình được hướng dẫn ở trên lớp vào trong cái bài mà chúng ta một cái bài nghe thực thụ được không ạ? Rồi ngoài ra thì nếu như mà các bạn mà lỡ đâu mà các bạn thấy là khó, là nghe cái này riết rồi chán quá thì lâu lâu chúng ta có thể là đổi không khí một tí xíu, ví dụ là chúng ta có thể là bật lên cái kênh MBNC. Ta. Xin lỗi. NBC. NBC News thì các bạn có thể là vào trong đây chúng ta có những cái video để mà chúng ta có thể để mà chúng ta lựa chọn mà chúng ta có thể là nghe thêm. Và ngoài ra chúng ta có cái kênh gì nữa à? Chúng ta có một cái kênh nữa cũng khá là hay, ví dụ kênh TED, TEDx hoặc là TED Talk được không mọi người? TED Talk. Thì ở trong này là khi mà chúng ta xài cái tab này thì có những cái bài chúng ta vừa nghe mà chúng ta vừa có thể là học thêm những cái general knowledge luôn để mà chúng ta làm cái vốn chúng ta dùng làm nội dung chúng ta speaking nào, và chúng ta có thể là biết thêm kiến thức xã hội để chúng ta có thể writing được đúng không mọi người? Rồi có những bạn nào mà thích về công nghệ và kỹ thuật thì chúng ta có thể là chọn cái kênh là Went Over Production, ví dụ như vậy. Went Over Production thì sẽ có nhiều cái video clip để giải thích những cái đề tài cũng khá là thú vị, ví dụ như là đề tài về kinh tế cái đất nước Rwanda ở ở châu Phi, có cái cuộc sống an ninh như thế nào, hoặc là how airlines decided to fly, ví dụ như vậy, hoặc là every state in the US, ví dụ như vậy. Và Tuấn Anh thấy là cái giọng đọc ở trên này khá là rõ ràng cho nên là cũng không có bị buồn ngủ lắm đâu ha. Thì cái đó là mình giới thiệu với các bạn một số cái kênh mà Tuấn Anh hay dùng để chúng ta nghe hàng ngày để đỡ bị chán. Còn bây giờ là chúng ta sẽ có cái bài mà listening. Cái bài listening của mình á, thì cái section số 1 có thể tí nữa còn thời gian thì Tuấn Anh sẽ giúp mọi người sửa sau, bởi vì cái bài này đơn giản hầu như là ai cũng đạt qua được. Chỉ có điều là 10 câu thì có thể là các bạn có sai một hai câu. 10 câu. Thì có thể là có sai một hai câu. Thì bây giờ mình phải cần phải làm gì ạ? À? Nếu như mà mình sai một hai câu như vậy á thì mình sẽ giúp dùng cho Tuấn Anh là nghe xong á chúng ta nghe lại với cùng với cái transcript này để cho Tuấn Anh được không ạ? À? Để mà chúng ta để xem là chúng ta để mà xem thử là chúng ta có cái đoạn nào chúng ta nghe không được hoặc là nghe sai thì chúng ta chỉnh ngay ở cái chỗ đó được không mọi người? Rồi. Thì đó là cái phần số 1. Bây giờ mình sẽ thêm vào cái phần số 2 nha. Bây giờ Tuấn Anh sẽ bật băng lên và chúng ta vừa trước trước khi mà chúng ta nghe thì chúng ta xem thử cái đề bài nó như thế nào nha. Section 2.
You will hear a local radio broadcast about the Rivendon City Theatre. Rồi, vậy thì đó là you will hear a radio broadcast about a Rivendon local theater. Mình không biết cái Rivendon là cái gì cả, nhưng mà dường như là một cái tên riêng. Vậy thì tất cả những gì mình có thể nghe được là gì ạ? Chúng ta có thể nghe được cái việc là you will hear a local radio broadcast, đúng không ạ? About a local theater. Local theater. Và cái đó thì nếu như mà chúng ta nghe được á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể nắm bắt được cái mạch nội dung của câu chuyện. Còn nếu mà không thì chúng ta hoàn toàn có thể được bám vào cái nội dung ở ở trên nó mặt nó hiện trên cái tờ giấy, trên cái đề bài, được không mọi người? Thì chúng ta sẽ trước trước khi mà bước vào cái phần nghe á, thì người ta sẽ cho mình một ít phút để mà đọc lướt qua cái phần đề, và bây giờ mình có thể đọc cái đề bài xem nó có cái gì ha mọi người ha. Mình sẽ thấy là ở đây là Rivendon City Theatre, và sau đó là chúng ta có cái dạng đề là choose six answers from the box and write the correct letter next to question 11 đến 16. Như vậy mình sẽ coi cái 11 đến 16 là cái gì ạ? Những cái parts of the theater, tức nghĩa là cái những cái phần, những cái bộ phận của cái nhà hát hoặc cái rạp hát đó, đúng không? Mình có box office, mình có shop, ordinary seats, seats for wheelchair user, mình có lift, mình có dressing rooms, được không mọi người? Thì đó là có những cái mà mình đã biết và có những cái mình không có biết. Ví dụ box office là cái phòng vé mình biết rồi, đúng không? Shop hay là lift, lift là gì ạ? Là thang máy, đúng không? Dressing room là cái phòng thay đồ, hay còn gọi là fitting room, ví dụ như vậy, được không ạ? Hoặc là changing room. Đó, thì các bạn khi mà các bạn nhìn vào một cái đề bài thì các bạn hình dung ở trong đầu thành một cái bức tranh dùng ngữ anh, là ở đây là cái câu chuyện của theater. Thành ra là hình dung trong đầu dùng cho Tuấn Anh, cái bối cảnh trong đầu là một cái bộ phim nó đang được diễn ra, nó đang quay chậm trong đầu mình là một cái nhà hát, một cái theater, và mình tưởng tượng ở trong đó có cái gì, được không mọi người? Và mình sẽ thấy ở trong đó sẽ có hình ảnh của cái box office, của cái lift, của cái dressing room, được chưa? Và nhắc lại là đối với dressing room là mình có những cái chữ khác như là fitting room hoặc là changing room, được không? Rồi mình sẽ có những cái chữ hơi lạ lạ một tí xíu, ví dụ ordinary seat, đúng không ạ? Mình không biết nó cái gì. Và mình lại tiếp tục thấy seat for wheelchair user, được không ạ? Như vậy thì mình sẽ thấy có cái sự so sánh ở đây là cái seat là cái chung là mình không có biết. Nhưng mà mình thấy có ordinary, tức nghĩa là cái bình thường. Còn có một cái loại seat nữa là seat for wheelchair user, tức nghĩa là sao ạ? Wheelchair là chiếc xe lăn, đúng không? Là cái ghế mà có cái bánh xe, tức nghĩa là chiếc xe lăn. Ok, rồi như vậy thì chúng ta sẽ phải nối với những cái nội dung ở phía bên này, và chúng ta xem xét là từng cái nội dung bên này là như thế nào. Chúng ta thấy là chúng ta có double in number, rồi nghĩa là gì ạ? Nó gấp đôi, được không ạ? Nó tăng gấp đôi. Rồi given separate entrance, tức nghĩa là được cho một cái lối vào riêng, entrance hoặc là entry là những cái mà đi vào, được không ạ? Separate là riêng biệt. Ok, như vậy thì given separate entrance như thế này á, thì các bạn sẽ thấy là lối vào riêng biệt thì thường nó sẽ là cái gì ạ? Thường là người hoặc là cái hàng hóa nào đó, đúng không ạ? Hàng đi lối riêng, hoặc là người thì phải là một cái dạng người đặc biệt như là VIP hay là người handicap, là những người mà bị handicap, là những người bị khuyết tật chẳng hạn, thì họ sẽ có cái lối đi riêng, ví dụ như thế, đúng không? Khi mà mình nhìn vào cái đề bài mình cũng phán đoán được phần nào cái đó. Rồi mình lại tiếp tục, mình thấy là reduce in number là trái ngược với cái double. Mình có increase in size là tăng về số lượng. Ok, xin lỗi, tăng về kích cỡ, được không mọi người? Vậy thì kích cỡ này mình sẽ cũng chưa biết được là kích cỡ của cái gì, nhưng mà có thể nó là một cái chiếc ghế ngồi chẳng hạn, hoặc là cái sân khấu, hoặc là một cái phòng nào đó nó tăng về số lượng, được không? Rồi, chúng ta có replace nghĩa là bị thay thế, và chúng ta có strengthen, tức nghĩa là strengthen là cái động từ đi từ cái tính từ là strong, tức nghĩa là vững chắc, mạnh mẽ hơn. Như vậy strengthen tức nghĩa là được gia cố cho nó mạnh hơn, hoặc là được làm cho mạnh hơn, hoặc là như thế nào đấy. Mình chỉ cứ hình dung đến cái từ strong dùng cho tiếng Anh là nó sẽ dễ nhất, được không?
Rồi chúng ta sẽ có temporarily closed. Như vậy thì đó là nó bị đóng cửa tạm thời. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là cái close này rõ ràng không thể là áp dụng cho người được, đúng không ạ? Rồi. Rồi chúng ta sẽ thấy là ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 cái câu trả lời mà chỉ có 6 cái bộ phận, cái part of the theater mà thôi. Do vậy là sẽ có một cái nó bị lẻ loi ra ngoài. Rồi mình sẽ nhìn tiếp đối với cái câu 17 đến 20. Thật ra thì cái đoạn này 11 đến 16 người ta sẽ đọc mình trước, sau đó là người ta sẽ dành một cái thời gian nữa cho mình đọc 17 đến 20. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta đọc lướt qua được cái 11, 16 này xong rồi mà vẫn còn thời gian á, thì ngay lập tức chúng ta tranh thủ thời gian để mà chúng ta nghe đọc đọc lướt qua 17 đến 20. Bởi vì sao? Bởi vì IELTS nó không có chờ các bạn. Nếu lỡ các bạn sau này lỡ các bạn gặp sự cố gì hoặc là bị phân tâm, các bạn bị đọc chậm thì nó cũng không chờ các bạn đâu. Do đó các bạn đọc trước chỗ nào được thì các bạn cứ đọc dùm cho Tuấn Anh nha. Rồi, vậy thì đối với 17, 20 mình sẽ xem có cái gì này nha. Mình sẽ xem là nó có một cái bảng và chúng ta cần phải điền vào chỗ trống những cái này. Rồi, thì ở đây là mỗi mà cái bảng thì chúng ta sẽ thấy thường là bảng nó sẽ chia thành các thể loại thông tin khác nhau. Mình nhìn vào cái thông tin đó và mình sẽ dự đoán thành là cái gì. Ví dụ ở đây là cái play, play này đây là gì ạ? Không phải là chơi hay là bật nhạc hay gì ha, mà cái này là một cái theater play, tức nghĩa là một cái vở kịch, được không mọi người? Và đây là cái tên của cái vở kịch là Royal Hunt of the Sun, ví dụ như vậy. Thì á, khi mà các bạn đọc cái này, các bạn đọc nhẩm trong đầu tí xíu Royal Hunt of the Sun, để tí nữa thì nếu mà có nói đến cái này thì chúng ta biết ngay, nghe được cái chữ là Royal Hunt of the Sun là bắt đầu biết là bắt đầu vào cái chuẩn bị số 17, 18 tới nơi rồi đó. Rồi, thì cái date này chúng ta sẽ thấy là October 13 to cái gì đó. Như vậy á, thì đây là cái ngày nó diễn ra đúng không ạ? Và từ cái ngày 13 tháng 10 cho đến cái ngày nào đấy mình chưa có biết. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là có cái to ở đây thì chắc chắn cái ngày ở phía sau này nó không thể trước cái ngày 13 tháng 10 được, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta nghe một cái ngày nào đó mà nó trước ngày 13 tháng 10 thì rõ ràng đó là một cái đáp án đã bị sai. Rồi, tiếp tục chúng ta có starting time, tức nghĩa là gì ạ? Cái giờ nó bắt đầu. Vậy thì chúng ta sẽ nghe một cái con số về 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 thời gian. Bạn nào chưa nghe được quen về cái phần nghe về thời gian hay là con số hay là những cái tên gọi á, thì các bạn về các bạn mở dùm cho Tuấn Anh cái cuốn sách IELTS chìa khóa, có hẳn một cái phần riêng biệt ở ngay đầu phần đầu luôn, nó chuyên về giúp cho các bạn tập nghe các con số, các thời gian và cái tên gọi nha, và spelling đánh vần luôn. Rồi, tickets available. À, như vậy thì nó ở đây nó khác với lại hai cái bạn này là date hay là starting time á, là ghi rõ là cái đại lượng gì mà mình cần phải điền ở đây. Tuy nhiên đối với tickets available for cái gì đó thì dường như là sẽ có nhiều cái thể loại khác nhau. Thứ nhất là có thể là tickets available for một cái đối tượng con người hoặc là người xem nào đấy, ví dụ như là adults, là kids, hay là children, hay là young adults, hay là senior citizen, hay là the elderly, ví dụ như vậy, được không ạ? À? Có thể là chúng ta phải điền một cái tên, một cái danh từ để chỉ về một cái đối tượng ở nhóm người, hoặc là nó cũng có thể là tickets available for một cái ngày nào đấy trong tuần, ví dụ như vậy, như là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ví dụ như thế. Hoặc là tickets available for một cái thể loại vé giống như là single hay là group tickets, được không ạ? À? Single hay là group. Thì nếu như mà là cái vé đơn thì á sẽ là for gì ạ? For từng cá nhân, mình gọi là individual, được không ạ? À? Còn nếu như mà vé nhóm thì sao ạ? À? Thì là sẽ là for groups, được không ạ? À? For groups. Thì các bạn thấy ở đây là cho dù là sing là individual hay là group đi nữa thì cái danh từ đó là danh từ gì ạ? À? Danh từ đếm được. Và nhớ trong đầu rằng là danh từ đếm được sẽ không bao giờ đi lẻ loi một mình, mà nó cần phải có mạo từ an
hoặc là có số nhiều đúng không ạ? Và ở đây á, là dĩ nhiên là không thể điền cho ticket số nhiều mà nó có bán cho một người, a person hoặc là an individual hoặc là a group được, mà nó phải bán cho nhiều cá nhân và nhiều cái nhóm khác nhau. Thì nếu như mà phải điền cái đó thì chúng ta nhớ là điền là individuals số nhiều hoặc là groups số nhiều, được không ạ? Rồi tiếp tục mình có cái price thì thấy rõ ràng cái này quá dễ, giống như là cái date và cái starting time, tức nghĩa là cái sẽ điền phải một con số nào thấy thì rõ ràng cái đại lượng. Nhưng mình sẽ đọc sao ạ? Mình sẽ có những cái đơn vị tiền tệ mà chúng ta cần phải quen. Thứ nhất đó là dollar, và thứ hai là cái đồng bảng Anh là pound, được không ạ? Pound, ok, hay còn gọi là sterling pound, là cái đồng bảng Anh. Rồi còn cái mà từng đồng xu thì sao ạ? Ví dụ là một một bảng 50 xu thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ nói là one pound and 50 penny, hoặc là 50 pence, hoặc là 50 cents. Ok, được không mọi người? Rồi, các bạn có khoảng vài giây các bạn nhìn lướt qua cái đề bài lại được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nghe nha mọi người ha. Cái bài IELTS 6 này nó sẽ hơi bị rè một tí xíu, mọi người ráng chịu khó dùm Tuấn Anh tí nha. Và nếu còn thời gian thì các bạn về nhà các bạn bật băng lên, các bạn tự nghe thêm dùm cho Tuấn Anh thêm vài lần nữa thì nó mới quen được nha mọi người nha. First, you have some time to look at questions 11 to 16. 11 đến 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. And here on Radio Rivendell, we have Lynn Rawley, the public relations officer of our own Rivendell City Theatre. Hello, Lynn. Hello. Now, the theatre is reopening soon after its three-year redevelopment program, isn't it? That's right. And there are a lot of improvements. The first thing people will see when they go in is that the foyer has been repainted in the original green and gold. Then the box office has been reoriented with its own access from the side of the building instead of through the foyer, which means it can be open longer hours and has more space too. Okay, hey, vừa rồi mình nghe được cái gì ạ? Mình nghe được cái box office đúng không ạ? Box office. Rồi bây giờ mình sẽ muốn các bạn nghe lại giúp cho Tuấn Anh một lần nữa xem là cái xem cái box office như thế nào nha. Các bạn nghe kỹ lại cái box office một tí xíu. Oriented with its own access from the side of the foyer has been repainted in the original green and gold. Then the box office has been reoriented with its own access from the side of the building instead of through the foyer, which means it can be open longer hours and has more space too. Rồi, như vậy thì các bạn có thể nghe được cái gì ở đây ạ? À? Mình xin mời một 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 bạn có thể giúp mình ha. Mình mời bạn bạn Quỳnh nghe được không ạ? Hello. Hello. À, thì lúc nãy lúc mà mình bật tự bật bật băng nghe ở ở chỗ của mình á, thì em có nghe được cái gì nó liên quan đến box office ở đây không ạ? À? Dạ, box office thì nó được nó có nếu mà nó dùng cái từ nhớ như mà là cũng diễn tả là có một lối đi riêng ở chỗ đó. Ok. Ừ, vậy thì á các bạn có thể là không cần phải lặp lại cái nội dung mà các bạn nghe được ha, nhưng mà chỉ cần là các bạn nói cho tôi anh biết là các bạn có
có thấy được cái nội dung là nó khớp với cái đáp án mà mình cần có ở phía bên bên này không ha mọi người ha. Rồi vậy thì chúng ta sẽ nghe được cái gì ạ? Chúng ta sẽ nghe được cái điều như sau nè. The box office has been reoriented. Như vậy thì mình đã nghe được cái box office rồi. Còn cái reoriented thì mình cũng nghe được, nhưng mà reoriented có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là nó bị đổi hướng, orient tức nghĩa là cái phương hướng. Các bạn có nhớ cái bài gì mà hôm bữa Tuấn Anh dạy chỉ cho mọi người về cái child care, các bạn nhớ không? Thì ở trong đó có cái một cái từ gọi là family driven hoặc là family oriented, các bạn nhớ không? Thì Tuấn Anh có nói với mọi người là cái orient đó là cái phương hướng mà cái não mình nó hướng tới, thì người một người mà hướng tới gia đình thì mình gọi là family oriented, các bạn nhớ không? Thì cái chữ orient đó chính gốc của nó là cái phương hướng, orientation. Như vậy thì mình sẽ nghe được trong băng là the box office has been reoriented. Và sau đó là mình còn nghe được thêm nữa là with its own access from the side of the building. Rồi, các bạn nhìn vào trong cái tab script dành cho Tuấn Anh cái chỗ này nha. Các bạn coi nè. Then the box office has been reoriented with its own access from the side of the building. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe được cái chữ là with its own access from the side of the building, mình nghe được cái chữ gì là cái đinh ở đây ạ? Chúng ta sẽ thấy được là its own access, đúng không ạ? Như vậy thì nó có nghĩa là gì? Nghĩa là cái lối vào riêng. Trang trang 129 nha Nghĩa ơi. Thì có trên màn hình luôn nè. Rồi, cái đề bài thì ở trang, để xíu. Cái đề bài ở trang 12 nha, còn cái tab script ở trang 129. Nhưng mà ở trên này thì Tuấn Anh lúc mà giảng bài thì có cái đề ở trên màn hình luôn rồi, các bạn có thể đọc theo cái này cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ thấy là đối với cái tab script á, thì chúng ta sẽ thấy là cái its own access, được không mọi người? Its own access, như vậy là nó có liên quan đến gì ạ? Nó liên quan đến cái đường vào riêng. Nó giống như cái gì hồi nãy mình cần có trong bài ạ? Mình cần có là given separate entrance, được không ạ? Separate entrance là lối vào riêng, tương đương với cái its own access. Và khi mà chúng ta luyện cái bài nghe này, không phải là chúng ta nghe một lần hoặc là nghe cho được rồi chúng ta bỏ đi, mà ở đây chúng ta đồng thời chúng ta nhìn vào cái tab script và cái chỗ nào nó còn khá mới lạ với mình, cái cách diễn đạt nó còn mới lạ với mình, thì mình sẽ ghi chú vào trong tập, trong cuốn sổ tay của mình, hoặc là chúng ta sẽ highlight lại ngay, đánh dấu màu vàng, màu xanh gì đó lại ngay ở trong cái cuốn sách của mình, để mà chúng ta quen với cái việc là cùng một cái khái niệm chúng ta có nhiều cái cách diễn đạt khác nhau, được không mọi người? Ở đây chúng ta thấy là cũng một cái khái niệm đó nhưng mà người ta sẽ nói cái cách khác đi. Rồi bây giờ là mình đã có cái box office rồi, thì nó sẽ đi theo cái thứ tự này ha mọi người, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thành ra là bây giờ mình sẽ nghe tiếp coi là có cái shop nào hay không ha, và nó sẽ liên quan đến cái tính chất gì, và sau đó nữa là chúng ta sẽ coi là nó liên quan đến cái gì, và song song với cái việc nghe đó chúng ta coi nhận diện dùng cho chúng ta là cái shop đó, người ta có nói thẳng là shop hay là không, hay là bất cứ một cái term nào khác. Ví dụ chúng ta nói là the shopping area, hoặc là the stores, hay là the stores, được không? Stores là đánh vần là S-T-O-R-E. Còn cái store là gì ạ? S-T-A-L-L-S-T-A-N-L. Đó. Rồi hoặc là chúng ta có thể có là retailing area, hoặc là retailers, ví dụ như vậy. À, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nghe tiếp thử nha. The shop that used to be in the foyer, which sold books and CDs, is the one part of the redevelopment which isn't yet complete. The plan. Rồi. Vậy thì vừa xong cái box office xong thì vừa bật băng lên thì lại nghe tiếp tục đối với cái the shop. Nhưng mà cái the shop này có được dự kiện gì không? Bây giờ mình sẽ nghe lại một chút xíu nha. Foyer, which side of the building instead of through the foyer, which means it can be open longer hours and has more space too. The shop that used to be in the foyer, which sold books and CDs, is the one part of the redevelopment which isn't yet complete. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là có
có nghe được cái gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là the shop, được không ạ? The shop vừa xong cái box office xong là thấy the shop ngay. Thì các bạn sẽ nghe là cái gì ạ? The shop that used to be in the foyer, which sold books and CDs, is one part of the redevelopment, which isn't yet complete. Được chưa? Như vậy thì các bạn thấy là ở đây có cái tính chất nào nó liên quan đến những cái ở phía bên này mà chúng ta cần có mà. Chúng ta có double in number, hoặc là chúng ta có reduce in number, chúng ta có increase in size, chúng ta có replace, strengthen, hoặc là temporarily close. Nãy giờ không thấy, chúng ta chỉ toàn là is one part of the redevelopment, which isn't yet complete. Và từ cái này mình có kết luận được là nó là close không ạ? Không, tại vì đây chính là cái việc mà cải tạo tân trang lại thôi, mà nó chưa hoàn thành thôi. Nó không có đá động gì tới cái việc là cải tạo tân trang mà phải close lại cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp theo nha. The plan is to find new premises for it near the theater. And we've had difficulty finding somewhere suitable. We hope to reopen the shop in the next few months. Will audiences find any difference in the auditorium? Yeah. Rồi, vậy thì khi mà cái cô này cổ nói là cổ kết thúc xong á, thì cái ông này ổng nói sang một cái câu hỏi khác là will gì ạ? Will audiences find any difference in the auditorium? Thì nếu như mà ổng vẫn tiếp tục ổng hỏi về cái the shop, thì tức nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục nghe lắng nghe đến những cái dữ kiện liên quan đến the shop. Tuy nhiên là ở đây chúng ta sẽ thấy là ổng hỏi khác đi, ổng hỏi về auditorium, tức nghĩa là cái khán phòng. Như vậy thì cái mạch câu chuyện của cái the shop nó đã kết thúc tại đây. Và chúng ta nghe được cái câu chuyện gì ạ? Chúng ta sẽ nghe được cái câu chuyện là the shop that used to be in the foyer. Chúng ta không biết cái foyer là cái gì mà chúng ta tạm chấp nhận đó. Và các bạn nhớ một cái bài toán tâm lý ở đây á, là khi mà các bạn vào cái bài nghe này mà các bạn nghe những cái chữ nào mà gọi là khái niệm danh từ mà các bạn không có biết á, thì các bạn cứ tạm chấp nhận dùm cho tiếng Anh. Đừng có cố gắng ngồi suy đoán, suy luận nó, bởi vì các bạn làm như vậy các bạn sẽ bị phân tâm, phân tán tư tưởng và các bạn sẽ quên mất cái việc nhiệm vụ chính của các bạn là các bạn phải theo dõi câu chuyện, được không ạ? Vậy thì ở trong cái foyer này, mình không biết là cái gì thì thôi mình cứ chấp nhận nó là cái foyer thôi. Và chúng ta sẽ biết gì ạ? Which sold books and CD is one part of the redevelopment which isn't yet complete. Và sau đó mình còn có gì nữa? The plan is to find new premises for it near the theater. And we've had difficulty finding somewhere suitable. Như vậy thì có cái gì đó liên quan đến the shop chưa ạ? Có thể là cái the plan, có thể là the plan nó có thể là find new premise, có thể là khiến cho chúng ta nghĩ đến một cái việc là relocate, đúng không ạ? Relocate hoặc là replace, đúng không? Replace. Tuy nhiên là có thật sự phải như vậy không? Vì nó vẫn chỉ là cái the plan mà thôi. Và tiếp tục sau đó người ta vẫn tiếp tục khẳng định là we have difficulty finding somewhere suitable. Tức nghĩa là họ vẫn đang gặp khó khăn trong cái việc tìm kiếm cái địa điểm thích hợp. Như vậy thì cái việc mà replacement hay là relocation nó chưa phải là cái phương án phù hợp đối với cái bạn the shop này. Do đó các bạn nghe cần phải cẩn thận một tí xíu ở đây là có thể ở đây các bạn nghe được cái chữ find new premises hoặc là find new venues hoặc là find new location for it, đúng không ạ? Các bạn có thể nghĩ đến cái việc kia, nhưng nhớ là những cái bẫy, do đó là phải luôn luôn bám sát theo dõi cái câu chuyện. Rồi thì ở đây cũng chưa phải là cái nội dung chúng ta cần tìm kiếm, và chúng ta cần tìm gì ạ? Chúng ta cần tìm cái là we hope to reopen the shop in the next few months. Chúng tôi hy vọng là sẽ reopen the shop, mở cửa lại cái shop này in the next few months. Như vậy thì chúng tôi hy vọng sẽ mở cửa lại, nó đồng nghĩa với cái việc về gì ạ? Việc là hiện bây giờ nó đang đóng cửa. Và có phải là đóng cửa mãi mãi hay không? Không, là bởi vì nó sẽ còn mở cửa lại in the next few months. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy tới bây giờ chúng ta mới confirm được cái đáp án là temporarily closed, được không mọi người? Lúc này mới có đủ dữ kiện để mà mình nghe, mình chọn được là cái temporarily closed. Ok.
Rồi, bạn nào chưa nghe được không? Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần cuối trước khi chúng ta qua cái đoạn tiếp theo nha. 40. Longer hours and has more space too. The shop that used to be in the foyer, which sold books and CDs, is the one part of the redevelopment which isn't yet complete. The plan is to find new premises for it near the theatre, and we've had difficulty finding somewhere suitable. We hope to reopen the shop in the next few months. Will audiences find any difference in the auditorium? Rồi, ok. Rồi, tới đây là người ông này ông hỏi qua tới cái auditorium. Vậy thì người ta lắng nghe cái câu hỏi là will the audiences find any difference in the auditorium? Làm sao để quen được với những cái chữ này ạ? Chúng ta tập cái cách là chúng ta đi đến mọi nơi, chúng ta nhìn vào bất cứ cuốn sách nào hoặc là đọc đến một cái chủ đề nào thì chúng ta tập cái việc là chúng ta quan sát người ta miêu tả nó bằng những cái từ ngữ nào. Thậm chí là kể cả khi các bạn giải trí bằng cách là coi phim ảnh thì các bạn cũng để ý luôn dùm cho Tuấn Anh cái phụ đề. À, nhắc là các bạn coi phim ảnh, các bạn ưu tiên coi phụ đề tiếng Anh dùm cho Tuấn Anh nhé. Để mà mình quen với cái việc mà người ta miêu tả hoặc là người ta mô tả, diễn tả những cái ngôn ngữ như thế nào, được không ạ? Rồi, thì đừng có coi cái phim hay là truyền hình mà phụ đề tiếng Việt nữa, nó quá dễ dàng cho mình rồi. Cái gì mà dễ thì nó sẽ không có tốt cho mình. Cái gì mà khó thì nó mới giúp cho mình giỏi hơn. Rồi thì ở đây là ông hỏi cái gì mà có find any difference to the in the auditorium. Như vậy thì ông đang nói cái auditorium có liên quan gì đến những cái của mình hay không ạ? Hiện giờ thì có vẻ là không, bởi vì cái mục tiêu tiếp theo mà mình cần đạt được là cái ordinary scats, đúng không? À, thì cái auditorium có vẻ là nó không liên quan, nhưng các bạn cũng không có được chủ quan, được không? Các bạn phải luôn luôn nhỉnh tai lên để nghe coi là liệu rằng là cái auditorium các bạn mới vừa nghe được có vẻ không liên quan thì nó có dính dáng gì đến cái ordinary scat hay là cái scat for wheelchair user mà các bạn sắp được nghe sau đây hay không. Rồi, và bởi vì hai cái bạn scat này là một cái là ordinary, tức nghĩa là cái bình thường, và một cái nữa là cái wheelchair user. Như vậy thì chắc hẳn là giữa hai cái scats này nó sẽ có một cái sự so sánh gì đó khác nhau, ít nhất là như thế, hoặc là nó đã đặt cạnh nhau như vậy rồi thì các bạn cũng phải nghĩ là có thể là người ta sẽ nói hai cái này một lúc hoặc là nói liên tục luôn tuồn hai cái này luôn. Do đó là nghe xong cái 13 thì cũng phải dẫn tay lên nghe tiếp tới cái scat nào mà cho cái wheelchair ha mọi người ha, wheelchair. Rồi bây giờ mình sẽ bật băng lên một lần để các bạn coi thử cái nó như thế nào nhé. Yes, we've increased the leg room between the rows. This means that there are now fewer seats, but we're sure audiences will be much happier. And we've installed air conditioning so it won't get so hot and stuffy. We already had a few seats which were suitable for wheelchair users, and now there are twice as many, which we hope will meet demand. Rồi, thì cái chỗ này các bạn sẽ thấy là như thế nào ạ? Khi mà các bạn nghe cái chỗ này, các bạn không có hình dung được cái scat là như thế nào. Thành ra là các bạn phải nghe nó thành một cái cặp luôn, đúng không? Và cái gì nó có thể dẫn dẫn dắt được các bạn đến ở những cái chỗ này, chính là cái chữ wheelchair, là cái chữ duy nhất mà các bạn có thể bám vào ordinary và wheelchair, được không? Thì có thể là các bạn nghe, có thể là cái bài đọc tốt bụng sẽ cho bạn cái chữ scat, nhưng mà nếu như các bạn không có nghe được cái chỗ mà cái scat này á thì phải làm sao ạ? Chúng ta phải bám vào những cái còn lại mà mình có được, được không mọi người? Xin lỗi với mọi người là cái file ở trên này là nó đánh sai. Cái này là seats chứ không là scat ha mọi người ha. Sorry mọi người nhiều. Cái này là ordinary seats, là S-E-A-T-S, được không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào cái chữ seats thì chúng ta sẽ thấy như thế nào ạ? Chúng ta sẽ thấy đó là cái chỗ ngồi, đúng không? Chỗ ngồi thì nó hẳn nhiên là nó sẽ nằm ở trong cái auditorium. Rồi, nhưng mà giả dụ như bây giờ nó không có ra cái chữ seat là một cái phương án dễ dàng để mình nghe á, thì chúng ta nó giống như Tuấn Anh xử lý hồi nãy, là chúng ta sẽ bám vào những cái còn lại mà mình biết được là ordinary và wheelchair.
Và cái nhiệm vụ của mình là khi mà đã không biết được cái scat này cái gì thì mình phải nghe hết tất cả, được không? Bây giờ mình sẽ mở cái tab script lên để mà các bạn coi lại cái là nó ghi cái gì ở trong này ha. À, chúng ta sẽ có cái gì ạ? À, câu hỏi là will audience find any difference in the auditorium? Vậy thì có cái gì ạ? Yes, we've increased the leg room between the rows. Rồi, cái chữ leg room này nó có lạ không ạ? Nếu như mà các bạn không để ý thì các bạn sẽ thấy lạ. Nhưng mà nếu mà các bạn chịu tìm tòi đọc sách vở hoặc là nghe hoặc là xem video trên YouTube thì các bạn sẽ biết được là cái leg room này á, cho dù là các bạn không có biết leg room là cái gì đi nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn được cái room là cái gì ạ? Cái không gian, cái căn phòng, đúng không? Căn phòng mà dành cho cái leg, tức nghĩa là cái không gian mà để chân. Rồi, thứ hai nữa, nếu mà các bạn xem những cái video mà của cái Went Over Production hồi nãy á, thì nó sẽ có nhiều cái video về những cái chiếc máy bay. Thì các bạn cũng sẽ biết là trên máy bay người ta quan trọng ở cái việc là cái chỗ duỗi chân nó có thoải mái hay không. Cái chỗ duỗi chân đó người ta sẽ gọi là leg room, được không ạ? Cái chỗ để chân. Rồi, như vậy thì người ta có là we've increased the leg room between the rows, là chúng tôi gia tăng cái khoảng cách giữa các cái hàng ghế. Chúng ta có row là cái hàng ngang, và chúng ta có cái cột dọc là gì ạ? Hàng dọc là column, được không ạ? Column and row. Giống như là chúng ta bật cái Microsoft Word lên và chúng ta insert a table, chúng ta vẽ một cái bảng ra, thì người ta hỏi là number of rows và number of columns, số dòng, số cột mà các bạn muốn insert. Thì cái row này cũng là cái hàng, mà ở đây là trong cái khán phòng thì nó là hàng ghế, đúng không ạ? Và this means that there are now fewer seats. Ok, như vậy thì ở đây á, các bạn sẽ nghe được cái chữ seats thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn ha. Và giả dụ như hồi nãy mà chúng ta nghe không có được là chúng ta không có thấy được cái đề bài là ghi là seats mà nó ghi là một cái chữ gì đó, chúng ta đọc lên chúng ta không biết luôn á, scat ví dụ vậy, thì phải chấp nhận cái việc đó. Thì mình sẽ dẫn ta lên mình nghe là có tất cả những cái details nào cho đến khi nó xuất hiện được cái chữ ordinary hoặc là cái chữ wheelchair, được không mọi người? Như vậy thì mình sẽ take note lại, mình tập take note lại vào trong cái trang giấy nháp của mình. Và các bạn khi mà take note đó, thì các bạn không có viết đầy đủ cả từ hoặc là cả câu ra, bởi vì sẽ không có thời gian đâu. Các bạn chỉ viết những gì mà một mình bạn có thể hiểu được mà thôi. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là cái chữ chúng ta thấy là increase, thay vì chúng ta viết cái này, đúng không ạ? Chúng ta ghi được cái gì ạ? Một cái dấu mũi tên hướng lên, được không ạ? Vậy thì có thể là mình có một cái bộ mã để riêng mình biết. Thì Tuấn Anh sẽ chia sẻ một số những cái cách viết. Ví dụ như là increase thì Tuấn Anh sẽ ghi là mũi tên lên, giảm thì Tuấn Anh ghi mũi tên xuống, hoặc là lên xuống trái phải gì đó, mình sẽ dùng những cái ký hiệu ha. Rồi nếu như mà nói về người, tôi sẽ viết vẽ hình người. Hình người cho dễ, các bạn hay có đi học, các bạn hay viết tắt, đúng không ạ? Ghi cái chữ người bằng cái dấu nhân đó. Đó. Hoặc là các bạn có thể là, ví dụ nó là student, thì tôi sẽ không có ghi cái chữ student ra, mà tôi chỉ ghi một cái chữ ST thôi. Tí nữa mà tôi có thời gian để tôi điền đáp án đó, thì tôi đọc lại cái student đó, tôi đọc cái ST là tự nhiên tôi sẽ tự nhớ lại cái đó là cái student, được không ạ? Mình sẽ chọn lấy những cái từ gì mà mình thấy là mình ghi tắt mà mình có thể hiểu được, và mình sẽ chọn, mình tập làm quen với cái việc đó dùng cho tiếng Anh. Đừng có ghi hết ra tất cả bởi vì sẽ không kịp đâu ha. Rồi, tập cái thói quen này càng sớm càng tốt. Và chúng ta sẽ có lại take note là gì ạ? Take note cái việc là there are now fewer seats. Chúng ta sẽ có ít, chúng ta ghi là ít seats hoặc là few seats là được rồi. Rồi sau đó chúng ta có gì ạ? Sure, audience will be much happier. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là happier. Chúng ta có cần ghi tắt cái ghi chú cái audience không? Không, là bởi vì đó là người ở trong cái môi trường của cái theater này thì rõ ràng người ta mà ai mà happy chính là khán giả rồi. Vậy thì audience không cần phải quan tâm, chỉ cần happier thôi. Rồi ví dụ như là chúng ta có install air conditioning. Ok, vậy thì ở đây có cái gì ạ? Có air conditioning cũng khá là chú ý. Nhưng mà nó có phải là cái thuộc cái nội dung mà chúng ta cần phải ghi chú ở đây không ạ? Double in number hay là reduce in number?
Number thì mình ghi gì ạ? À? Cái dấu thăng, tức nghĩa là cái này mình không có ghi được trên màn hình cũng hơi khó. Mình chuyển qua cái này tiếp. Ví dụ như là cái chữ number đúng không ạ? Thì chúng ta có thể ghi bằng ghi tắt là gì ạ? Num. Hoặc là chúng ta có thể ghi là cái này, được không ạ? Đó. Rồi ví dụ như là đối với students, ví dụ như thế, ví dụ thôi, thì mình có thể ghi viết tắt là ST, để tí họ quay lại chúng ta biết ngay. Hoặc là street thì sao ạ? Mình cũng ST. Đó. Rồi ví dụ and thì mình có ghi vậy không? Mình ghi là and thì thôi, được không ạ? Rồi ví dụ như là nói là judge, rồi hát chúng ta cần phải ghi tách nó cái từ đó thì chúng ta sẽ ghi là true. Đó thì không cần thiết phải ghi cả cái đấy ra, nhưng quan trọng ở đây là chúng ta làm sao để chạy đúng với thời gian, chúng ta ghi một ít chữ để tí nữa chúng ta quay lại chúng ta nhớ cái việc đó là được rồi. Ok, thì tiếp tục chúng ta sẽ thấy là chúng ta tách nó cái gì, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có air conditioning. Trong cái bài này thì không có liên quan đến air conditioning gì hết, nhưng mà chúng ta chỉ cho mọi người cái chỗ này. Thì đối với air conditioning, nếu mà phải ghi tắt ha, thì chúng ta sẽ ghi là AC, đúng không? Bởi vì bình thường trong cái đời sống hàng ngày, người ta nói là turn the AC on, turn the AC off, tức là bật máy lạnh lên, bật tắt máy lạnh đi. Vậy thì người ta không có gọi là air conditioning, mà chúng ta nghĩ là AC là chúng ta tự hiểu rồi, và chút nữa nhìn lại chúng ta sẽ tự triển khai ra. Nhưng mà cái bài này mình không có cần ghi chú cái air conditioning, chúng ta không cần. Nhưng mà nó cũng nằm trong một trong những cái điểm khác biệt của cái auditorium, là nó có cái AC, so it won't get hot and stuffy, được không ạ? Rồi, và tiếp tục chúng ta có had a few seats which were suitable for wheelchair user. Thì đến đây tiếp tục chúng ta sẽ thấy là chúng ta nghe được cái cụm là few seats for wheelchair user. À, là nó sẽ liên kết với cái mà mình cần có ở đây là cái wheelchair user, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là a few seats, à ghi chú ngay lập tức là cái a few seats. Và tiếp tục chúng ta cũng nghe được là now there are twice as many, tức nghĩa là có gấp hai lần. Và đã có cái twice as many rồi thì chúng ta sẽ ghi chú như thế nào ạ? Chúng ta ghi giống như cái quảng cáo cái đánh răng á, nhân hai, gấp hai lần, chúng ta ghi là x hai, được không ạ? Đó, thì ngay cái chỗ mà số 14 chúng ta thấy wheelchair user, chúng ta đánh vô cái x hai là tí nữa chúng ta biết là chúng ta cần phải điền là gì ạ? Double in number, được không ạ? Đó, rồi và hồi nãy chúng ta đã thấy được là chúng ta có ghi chú lại cái phần mà there are now fewer seats cùng với những cái ghi chú khác, thì bây giờ chúng ta đã thấy có cái sự so sánh giữa wheelchair với lại ordinary rồi. Thành ra là chúng ta sẽ thấy là khi mà so sánh là chúng ta sẽ thường so sánh tương đồng với nhau, phải là cùng một cái đại lượng thì nó mới có thể so sánh được, không có bị khập khiễng, đúng không? Không lẽ nào mà cái wheelchair user thì nó tăng lên về số lượng mà cái seat bình thường thì nó lại là giảm hay nó tăng về cái kích cỡ, thì nó nghĩ nó kỳ. Thành ra là thường có khi có sự so sánh là nó sẽ so sánh cùng một đại lượng, cùng một tính chất với nhau. Vậy thì hồi nãy mình đã ghi chú là few seats rồi, và so sánh với những cái ghi chú khác mà mình có, ví dụ như là much happier, hoặc là AC, hoặc là not so hot, hoặc là few seats này nọ, thì rõ ràng là cái mà phù hợp nhất đối với cái ordinary lập trên ở trên chính là cái gì ạ? Fewer seats, tức nghĩa là reduce in number, là cái đáp án C, được không? Đó, thì cái nãy giờ cái đoạn 13, 14 Tuấn Anh giải cho mọi người á, là trong cái trường hợp mà nó ra một cái chữ nào đó mà nó không phải là cái chữ seat, mà nó ra cái chữ quỷ quái gì, scat gì đó, đọc mình không hiểu nó, mình không thấy liên quan gì đến cái chủ đề theater gì đó, thì mình sẽ có cái hướng xử lý như thế. Tuy nhiên là nếu mà các bạn mở sách ra hoặc các bạn dùng cái file PDF á, thì các bạn sẽ thấy là ở trên này là cái ordinary này là ordinary seat, đúng không ạ? Và lúc mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thấy là cái seat đó, vừa nghe chữ seat xong là chúng ta sẽ ấn tượng được ngay cái tính chất của nó là gì ạ? Fewer. Như vậy chúng ta ghi ngay ở phía bên tay phải cái đề bài này, không cần phải điền cái ABCDEF gì ở đây cả nha. Chúng ta sẽ ghi ngay phía bên này, ghi chữ fewer. Ok, được chưa? Ghi fewer.
Đừng có ngồi mất thời gian dò A, B, C, D, F. Tí nữa sẽ có thời gian để các bạn chuyển đáp án vào trong cái tờ giấy của các bạn. Thì mình sẽ tính cái chuyện đó sau, được không? Rồi, và ở số 14 chúng ta sẽ nghe là sit for wheelchair user, mà nó ghi là there are as twice as many, được không? Như vậy thì ghi ngay twice, hoặc là ghi là x2, hoặc là ghi là double, whatever, cái gì các bạn chọn để các bạn ghi chú ở đây cũng được luôn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đối với câu 15, 16 cho Tuấn Anh thử nha. Rồi, nghe lại cái khúc mà sit nha. To get complete. The plan is to find new premises for it near the theatre. And we've had difficulty finding somewhere suitable. We hope to reopen the shop in the next few months. Will audiences find any difference in the auditorium? Yes. We've increased the legroom between the rows. Mm. This means that there are now fewer seats, but we're sure audiences will be much happier. And we've installed air conditioning so it won't get so hot and stuffy. We already had a few seats which were suitable for wheelchair users, and now there are twice as many, which we hope will meet demand. Something else that will benefit. Rồi, bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa với cái tab script nha. Some CDs is the one part of the redevelopment which isn't yet complete. The plan is to find new premises for it near the theatre. And we've had difficulty finding somewhere suitable. We hope to reopen the shop in the next few months. Will audiences find any difference in the auditorium? Yes. We've increased the legroom between the rows. Mm. This means that there are now fewer seats, but we're sure audiences will be much happier. And we've installed air conditioning so it won't get so hot and stuffy. We already had a few seats which were suitable for wheelchair users, and now there are twice as many, which we hope will meet demand. Rồi, các bạn thấy ok chưa ạ? Bạn nào mà chúng ta nghe mà chúng ta vẫn nhắm mắt lại mà chúng ta nghe vẫn chưa có ra, thì chúng ta sẽ cần một cái hành động như sau, là sau giờ học chúng ta về nhà, chúng ta bật tab script lên và chúng ta bật băng lên, vừa nghe mắt tai, vừa nghe mắt vừa đọc nhìn, và miệng chúng ta sẽ nhẩm theo từng cái câu đó. Nếu như mà nó nhanh quá thì chúng ta sẽ bật từng câu từng câu từng câu. Câu này xong chúng ta dừng lại và chúng ta sẽ lặp lại cái câu mà người ta mới vừa đọc, mình mới vừa nghe được. Đó là cái cách để chúng ta có thể luyện cái kỹ năng, cái khả năng mà nghe được cái âm thanh, được không mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái câu số tiếp theo, là chúng ta quan tâm đến cái yếu tố nào ạ? Chúng ta quan tâm đến cái lift. Lift được không ạ? Lift. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe thử nha. This is the new lifts. The two we used to have were very small and slow. They're now gone, and we've got much more efficient ones. Anything for the performers? Yes, we've made a number of improvements backstage. The small, dark dressing rooms we used to have been converted into two large, airy rooms, so they're much more comfortable now. And the state-of-the-art... Okay, rồi, tại sao Tuấn Anh lại để cho nó chạy đến cái dressing room như vậy? Là để cho các bạn để ý thấy là không phải là nghe cái lift xong là nó sẽ báo hiệu cho các bạn biết là ok, hết cái lift, các bạn hãy chuyển sang cái dressing room đi này nọ. Không, ở đây là cái nhiệm vụ chúng ta cần phải làm là gì ạ? Chúng ta vừa nghe lift và chúng ta vừa trông đợi coi là có cái dấu hiệu nào để coi là có đã chuyển qua cái dressing room hay là chưa. Như vậy thì chúng ta cần phải xem cái gì ạ? Chúng ta cần phải nhận diện được một cái việc là khi mà chúng ta bắt đầu nghe được cái lift thì cũng chính là cái lúc mà chúng ta phải lo vừa nghe lift và vừa nghe coi nó đã bắt đầu cái dressing room hay chưa. Nếu chưa thì vẫn còn tiếp tục nghe cho lift. Còn nếu mà đã nghe được cái dressing room rồi thì nó sẽ không còn giữ kiện cho lift nữa. Bây giờ các bạn nghe thử cho Tuấn Anh, xem thử cho Tuấn Anh cái tab script ở đây nhé. Cái cô này cô sẽ nói như thế nào ạ? Cô nói là sau khi cô nói về cái wheelchair, bắt đầu từ cái chỗ wheelchair nhé. Wheelchair users, and now there are twice as many, which we hope will meet demand. Something else that will benefit audiences is a new lift. Ngay khi cái chỗ này các bạn thấy có cái chữ the new lift đúng không ạ? Và có thể là cái chữ new lift này nó chỉ đơn giản nó đang đứng ở phía cuối như là một cái object, và biết đâu là cái chính cái subject nó sẽ là mang lại cái tính chất mà
mà chúng ta cần phải nghe được. Do đó là chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe mà không bỏ sót một cái chỗ nào cả. Nghe cho đến khi nào nó ra được cái lift, và vẫn tiếp tục nghe cho đến khi nào nó ra được cái từ khóa của cái dressing room. Các bạn coi nè, something else that will benefit audiences is the new lift, là một cái khác mà có mang lại lợi ích cho khán giả là the new lift. May quá là ở đây là cái ở phía đầu nữa là something else that will benefit audiences, và cái từ khóa mà chúng ta sẽ lọc lấy khi mà chúng ta nghe cái câu này là như thế nào ạ? Là cái benefit audience, chính là cái the new lift, được không? Rồi, nhưng mà nó có liên quan đến cái mình cần chứ ạ? Không, nó phải là một cái đặc tính nào mô tả bên ngoài cơ, chứ không phải là một cái lợi ích hay là một cái mục đích hoặc cái bản chất của nó. Ta cần là cần cái sự thay đổi của nó, được không ạ? Thay đổi. Vậy thì á, lại tiếp tục dẫm ta lên nghe. The two we used to have were very small and slow. À, như vậy thì ở đây là chúng ta có cái gì ạ? The two, hai cái mà we used to have, tức nghĩa là in the past, nghĩa là trước đây. Thì như sao ra? Thế nào ạ? Nó sẽ very small and slow. Vậy khi mà nghe cái câu này thì tất cả những gì động lại trong não của mình nó sẽ là two, used to have, small và slow. Được chưa? The two we used to have were very small and slow. Ok? Và mình nhắm mắt lại thì mình sẽ thấy là nó chưa khớp với cái câu chuyện mình cần mong muốn. Mình cần có cái gì đó nó mô tả cơ, chứ không phải là cái trong quá khứ. Mình cần thấy là nó mô tả cái sự thay đổi cơ. Được chưa? Như vậy thì tiếp tục. Nhưng mà nó có cái gì ở đây ạ? We used to have. À, như vậy thì nó sẽ hơi hướng về quá khứ một tí xíu. Vậy thì còn cái hiện tại như thế nào? Cái hiện tại nó như thế nào? Nó có biết hay là nó như thế nào hay không? Được không ạ? À, mình sẽ xem nó có sự thay đổi như thế nào. Mình coi nè. They've now gone and we've got much more efficient ones. Vậy thì mình sẽ nghe được cái chữ gone là đã bỏ đi rồi. Và we got much more efficient ones là mình có more efficient là hiệu quả hơn, được không ạ? Hiệu quả hơn. Vậy thì gone and more efficient, tất cả những gì mình nghe được ở những cái chỗ new list này là gồm bao giờ gồm cái gì ạ? Mình có two, used to have, small and slow, now gone and more efficient ones. Ok, như vậy á thì đến đây chúng ta sẽ cảm thấy một cái điều gì ạ? Chúng ta sẽ thấy có cái in the past, có cái cũ là used to have, đã từng có, và bây giờ còn không ạ? Không, là bởi vì nó được confirm ở một cái yếu tố là they've now gone, đã bỏ đi rồi, và họ đã có cái mà nó có hiệu quả hơn, more efficient one. Như vậy thì nó sẽ giúp mình dẫn tới một cái gì ở đây ạ? Mình có là replace, đúng không ạ? Replace là đã bị thay thế, đúng không ạ? Rồi, vậy thì mình sẽ ghi chú cái gì ở đây ạ? Có hai trường hợp, có hai phương án ha. Một phương án là các bạn ghi lại những gì mà các bạn nghe được, ví dụ two, used to have, small, slow, rồi gone và more efficient. Đó. Thì chúng ta sẽ lựa chọn lấy những cái từ mà chúng ta ghi và ghi thật là nhanh thôi. Ví dụ small, tôi sẽ để một cái dấu chấm thật là bé. Cái nào là big á, thì tôi sẽ vẽ một cái khoanh tròn thật là lớn để tôi báo hiệu là big hay là small, được không ạ? Rồi, slow tôi cũng không thể ghi chú được gì dài, chúng tôi ghi là SL. SL là tiếng nữa biết là slow. Rồi, và chúng ta tiếp tục nghe chữ gone. Gone quá dễ, tôi ghi ngay cái chữ gone ra luôn. Xong. Thì tí nữa sau khi kết thúc bài nghe chỗ này xong, thì tôi nhìn lại ngay so với đáp án để tôi biết được rằng là cái gone này nó tương ứng với cái replace, được không ạ? Còn một cái cách khác nữa, phương án số 2 là các bạn khi mà các bạn có thời gian để các bạn đọc trước cái đề bài á, thì các bạn ghi nhớ ngay trong đầu những cái từ này luôn. Ví dụ chúng ta thấy là double in number, đúng không? Ghi chú kế bên x2. Given separate entrance là chúng ta sẽ thấy là chúng ta ghi một cái mũi tên rồi ghi là separate, được không ạ?
SP và mũi tên. Mũi tên ý chỉ là cái lối vào, được không ạ? Nó giống như là các bạn thấy ở đi các cái trung tâm mua sắm hoặc là những cái bãi đổ xe mà người ta ghi cái lối vào, người ta hướng dẫn thì người ta ký hiệu bằng mũi tên cũng rất bình thường, đúng không ạ? Đó. Rồi, và chúng ta có reducing number, thấy gì ạ? À? Một mũi tên đi xuống. Rồi, increase in size. À, như vậy tôi sẽ ghi chú bằng cái việc gì ạ? À? Vẽ một cái mũi tên đi lên cộng với một cái hình vuông để tôi biết rằng là tăng hình vuông, tức nghĩa là tăng size, tăng kích cỡ. Được không? Rồi, đối với replace thì như thế nào ạ? À? Replace, tôi sẽ chọn tôi đánh. Và cái này nó ngắn quá thì tôi sẽ tự biết luôn, nhẩm luôn replace ở trong đầu. Còn không, tôi sẽ đánh một cái dấu X. Một cái dấu X nghĩa là không còn nữa, đúng không ạ? À? Strengthen, không biết phải như thế nào, thôi cứ tạm để đó, hoặc là chúng ta tick một cái để biết là nó là mạnh mẽ hơn. Đó, hoặc là temporarily close là đóng cửa, thì chúng ta sẽ cũng đánh vào một cái dấu chéo, một cái dấu X vào trong đó để chúng ta biết là close. Được không? Thì tới lúc mà chúng ta nghe cái chỗ lip này, thay vì chúng ta ghi chú tất tần tật những cái từ khóa mà chúng ta nghe được, ví dụ the two, used to have, hay là slow, hay là small, đúng không ạ? Và có gone, thì chúng ta sẽ ghi lại, cố gắng ghi lại càng nhiều càng tốt những cái từ khóa để tí nữa chúng ta so lại. Còn không thì nếu như mà cái phương án thứ hai là chúng ta đã ghi nhớ trong đầu là chúng ta đã có những cái sự thay đổi như thế nào ở phía bên này rồi á, thì chúng ta sẽ ghi thẳng luôn bên này replace hoặc là ghi e. Nhưng mà sợ một cái điều á là ghi là e thì các bạn phải mất công, các bạn phải đối chiếu, đúng không ạ? Và mình đã có thời gian mình đọc trước cái này rồi á, thì một số chữ nó đã đi vào trong đầu rồi á, thì mình có thể là lúc đó là cái mặt chữ nó xuất hiện trong đầu mình luôn, mình không cần phải cố gắng đối chiếu á, thì mình sẽ ghi thẳng luôn là replace, được không ạ? Rồi, bây giờ quay lại với cái tab script thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Thì á, chúng ta sẽ nghe được cái trường hợp, đặt mình vào trong cái trường hợp là thí sinh đi thi, chúng ta sẽ nghe được là the two we used to have were very small and slow. They've now gone and we've got much more efficient ones. Nghe tới đây, chúng ta vẫn còn đang chưa biết là cái dữ kiện, cái mẫu hội thoại, cái mẫu thông tin và cái list này nó đã kết thúc hay là chưa. Do đó vẫn tiếp tục, đã ghi chú rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục dẫn ta lên nghe coi là có sự phản đối nào hay không, đúng không ạ? Phản đối nào hay là không. Thì ở đây có cái câu là anything for the performance. A performance là những người biểu diễn, những nghệ sĩ biểu diễn. Chết rồi, bây giờ là cái the lift này á, là cái thang máy mà người ta nói tới cái performance, chết rồi, không biết là trong đầu mình sẽ phản xạ lại ngay là không biết là có cái gì của cái performance này nó liên quan đến cái lift hay là không. Thành ra là chưa nghe được cái từ khóa tiếp theo là từ khóa gì ạ? À? Từ khóa dressing room, thì mình cũng vẫn chưa dám chắc được là cái dữ kiện về lift nó có kết thúc rồi hay là chưa. Do đó mình vẫn phải liên tục tiếp tục take notes, ghi chú vào trong cái tờ giấy nháp của mình, được không? Vậy thì á, mặc dù câu hỏi đây là anything for the performers, và các bạn nào mà bạn đã đọc đáp án từ trước rồi thì các bạn biết là tới đây là đã hết rồi. Nhưng nếu như mà chúng ta chưa từng biết cái đáp án thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? À? Là chúng ta lại tiếp tục chúng ta nghi hoặc coi là cái list nào, có cái list nào cho performer hay là không. Bởi vì câu hỏi như là anything for the performers, hay nói cách khác cũng có thể hiểu là any list for the performers cũng được phải. Ok, như vậy thì ở đây mình không bỏ qua, không bỏ sót chi tiết nào cả, được không ạ? Rồi tiếp theo mình có gì ạ? À? Cái cô này cổ mới nói là yes, we've made a number of improvements backstage. Chúng tôi đã thực hiện một số những cái cải tiến ở phía sau sân khấu, backstage. Bạn nào chưa biết ghi chú lại ngay, hoặc là chúng ta có thể dùng cùng cái mẹo là chúng ta thấy nghe tập quen với những cái từ mô tả về vị trí. Ví dụ chúng ta có front, chúng ta có back, hoặc chúng ta có rear, tức nghĩa là front là phía trước, thì ở phía sau ngược lại chúng ta có back, hoặc là chúng ta có rear cũng là phía bắc, phía sau luôn, được không? Đó, thì chúng ta nghe cái chữ backstage, có thể là các bạn chưa đọc qua bao giờ, nhưng mà các bạn nghe tới cái chữ back là các bạn hình dung ngay, nhớ là mình đang sống trong một cái câu chuyện, một trong một cái bộ phim,
Do đó là hình dung ngay là back. Ok, tôi sẽ hình dung là cái gì đó nó ở phía sau, đúng không ạ? À? Ở phía sau. Chưa biết nó là cái gì nhưng mà tôi sẽ biết nó ở phía sau. Rồi, thì tới đây á, thì mặc dù là chúng ta vẫn chưa nghe được cái gì nó khiến cho mình có cái sự chuyển đổi sang cái dressing room cả, nhưng mà cái việc mà chúng ta ghi chú vào thì tiếp tục vẫn lắng nghe. Thì ở đây có cái gì để mà nó liên quan đến sự thay đổi không ạ? Có, người ta có nói là we've made a number of improvements. Đúng là có cái sự thay đổi. Nhưng mà cái mình cần ở đây là cái sự mô tả cụ thể về cái việc thay đổi đó. Thay đổi đó là gì? Được không ạ? Do đó là a number of improvements. Nó huề vốn, nó không mang lại ý nghĩa gì cho mình cả. Thì mình có thể mình lướt qua. Ok? Và mình đón chờ lấy cái từ tiếp theo. Và ở cái câu tiếp theo của nói gì ạ? The small dark dressing rooms we used to have been converted into two large airy rooms. Được chưa? So they are much more comfortable now. Ok, đó là một cái câu mà cổ nói luôn tuồn luôn á. Thì mình sẽ thấy là tới đây tôi nghe được cái dressing room, thì mình mới bắt đầu mình yên tâm là mình có thể cho cái lift đi được rồi đó. Mình bắt đầu mình chuyển cái tiếng nặng của mình sang cái dressing room ngay lập tức luôn nha, chứ không có suy nghĩ trong đầu là ok, chúng ta có thể nghỉ ngơi tại đây tí xíu trước khi mà qua cái dressing room. Không, cái đoạn hội thoại nó sẽ không có chờ mình. Do đó là nghe dressing room, lập tức chuyển mắt mình sang tới cái câu hỏi số 16 ngay, được không mọi người? Số 16 ngay. Và coi là gì ạ? Chúng ta có the small dark dressing room. Ok, trong đầu mình sẽ xuất hiện hình ảnh là the dressing room mà nó nhỏ, nó tối. Hoặc là trong đầu mình sẽ xuất hiện từ khóa là small dark, được không ạ? Rồi, tiếp tục nghe là chúng ta có gì ạ? We used to have. Ok, giống như hồi nãy. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cần biết thông tin ai làm cái gì hoặc là việc gì nó xảy ra. Như vậy thì cái việc mà we used to have có liên quan không? Không có liên quan lắm. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ cần biết là cái gì nó thay đổi cụ thể ở đây. À, thì have been converted. Convert tức nghĩa là gì ạ? Chuyển đổi. Nó giống như transform, hoặc là nó giống như renovate, hoặc là giống như change. Mình sẽ ghi mấy cái từ này ra ở ngoài Word cho các bạn ghi chú vào trong sổ tay dùm cho mình nhé. Mình có cùng với cái convert, đúng không ạ? Convert something into. Như vậy á, là mình có chuyển đổi, chúng ta có transform, đúng không? Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có change something into something, hoặc chúng ta có turn something into something else, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có là cải thiện, tân trang, chúng ta có renovate, được không ạ? Office renovation là cải tân trang văn phòng, đó, sửa chữa tân trang văn phòng. Thì đây renovate là thường nó liên quan đến một cái công trình nào đó, chúng ta sẽ renovate. Tóm lại chúng ta có khoảng 4-5 từ để nói về cái việc thay đổi: convert, transform, change, turn, renovate. Được chưa ạ? Rồi. Vài giây để các bạn ghi lại nhé. Rồi, ok chưa? Bây giờ mình chuyển màn hình nha. Thế bạn thấy ở đây là cái mà người ta cần có là gì ạ? Nó đã bị converted into two large airy rooms. Two large airy rooms. So they are much more comfortable now. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó đã bị chuyển đổi thành hai large airy rooms. Như vậy nó có cái sự chuyển đổi, nhưng mà không phải một mình nó chuyển đổi không, mà nó có cái sự chuyển đổi thành một cái gì đó mới là large airy rooms. Như vậy chúng ta thấy là large small large, đúng không ạ? Airy, thông thoáng, spacious, airy, được không?
Và cũng cái room đó luôn, nó cũng chính là cái dressing room đó chứ không phải là một cái room nào khác. Thành ra là không phải là replace nữa, mà ở đây chúng ta sẽ thấy là có cái sự thay đổi về tính chất, đó chính là small, dark thành large, airy rooms, được không ạ? Và thêm vào đó là người ta có nhắc đến cái cụm từ là they are much more comfortable now. Thì cái việc mà more comfortable đúng thật là nó là cái sự thay đổi, nhưng mà nó có giống như cái sự thay đổi mà chúng ta cần có ở phía bên đề bài không ạ? Cần có là về number, về số lượng, hoặc là in size, hoặc là thay đổi, bị thay thế, hay là được gia cố, hay là bị đóng cửa, hay là có lối vào riêng. Đó. Thì nó không có liên quan đến những việc như là comfortable, hay là make some numerous improvements, hay là cái gì cả, mà cần phải có những cái thay đổi cụ thể. Rồi, và đến đây á, thì chúng ta có dừng lại không ạ? Không, chúng ta vẫn tiếp tục nghe cho đến khi nào một cái cuốn băng đã kết thúc. Được không? And the state of the art electronic sound and lighting system have been installed. Là gì ạ? Chúng ta có cái hệ thống điện tử hiện đại, electronic sound, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, state of the art, hay còn gọi là modern. Được không ạ? Electronic sound and lighting system đã được lắp đặt, have been installed. Được chưa? Như vậy thì mình nghe đến đây, đến lúc mà cái cuộn băng dừng hẳn thì mình mới yên tâm là không bỏ sót dữ kiện nào nữa. Bây giờ mời các bạn nghe lại cái đoạn số 14, 15, 16 nha. There are now fewer seats, but we're sure audiences will be much happier. And we've installed air conditioning so it won't get so hot and stuffy. We already had a few seats which were suitable for wheelchair users, and now there are twice as many, which we hope will meet demand. Something else that will benefit audiences is the new lifts. The two we used to have were very small and slow. They're now gone, and we've got much more efficient ones. Anything for the performers? Yes, we've made a number of improvements backstage. The small, dark dressing rooms we used to have been converted into two large, airy rooms, so they're much more comfortable now. And the state-of-the-art electronic sound and lighting systems have been installed. Okay. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Right. Trước khi mà xem qua tới cái 17 đến 20 thì các bạn có vài giây các bạn sẽ nhìn lại cái chỗ này nha. Những gì mà mình cần điền. Coi lại nha. Cần điền một cái ngày, một cái thời gian starting chứ không phải là ending. Nhớ lọc lấy cái đó. Và coi cái tickets nó available cho cái gì, for cái gì. Ví dụ cho người, cho độ tuổi nào đấy, hay là cho người đi riêng lẻ, hay là người đi theo đoàn, theo nhóm, in groups, hay là cho một cái ngày nào đấy trong tuần, hoặc là theo tháng nào đó, và có thể là bất cứ một cái gì đó khác. Mình luôn luôn mình cố hết sức để mình dự đoán coi là nó thuộc cái thể loại gì, nhưng phải luôn chuẩn bị tinh thần là nó có thể nằm ngoài cái dự đoán của mình. Đó là chuyện bình thường. Rồi, và cái price, con số về ticket price, hay còn gọi là gì ạ? Nói về price mà liên quan đến tickets thì mình có những cái chữ khác để nói về nó. Price thì dĩ nhiên là cái chữ mà dễ nhất rồi, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta sẽ có rate, là cũng là giá, đúng không? Ngoài ra chúng ta có fare. Ví dụ ticket fare, được không ạ? Hoặc là chúng ta có ticket rate. Rồi chúng ta có ticket price. Rồi, ngoài cái chữ mà ticket này ra ha, thì chúng ta còn có những cái khác. Ví dụ door price, giá vé vào cửa. Entrance price, vào cửa. Entry price, được không ạ? Đó, những cái cách khác. Thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta có những khái niệm door rate, door fare,
entrance price, entrance rate, entrance fare, entry price, entry rate, entry fare. OK, đó, chuẩn bị tinh thần để chúng ta có những cái chữ liên quan như thế. Dĩ nhiên là lúc mà chúng ta đi thi thật á, thì chúng ta không có nhiều thời gian để ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ coi là có những cái chữ nào đồng nghĩa với nó hoặc là thay thế cho nó. Thành ra là trong cái lúc mà chúng ta, quá trình mà chúng ta luyện thi, chúng ta học như thế này á, chúng ta tranh thủ chúng ta gom những cái nhóm từ tương tự như thế. Bằng cách nào ạ? Bằng cách là đọc tab script của listening, bằng cách đọc reading, bằng cách luyện writing, đó, những cái cách khác nhau để tăng cái vốn từ vựng lên. Để mà chúng ta hình dung được là khi đến một cái movie theater, chúng ta phải làm những hành động gì, chúng ta phải đi đến những đâu, chúng ta phải đi đến cái box office, rồi chúng ta make a reservation, tức là đặt vé via telephone, qua điện thoại. À, chúng ta phải trả tiền vé, chúng ta có thể là phải trả deposit, là trả tiền đặt cọc, hoặc là pay in advance, là gì ạ? À? Trả trước, hoặc là pay in installment. Cái này hơi lầy, nhưng mà nói chung là về cái việc vấn đề thanh toán thì chúng ta cần biết cái đó. Hoặc là one off, là trả một lần, được không ạ? À? Đó, cash, credit card, hoặc là check. Đi ở phải những cái cách thanh toán tiền mặt bằng thẻ hoặc là bằng check, được không ạ? À? Đó, mình chuẩn bị cho bản thân những cái từ nó liên quan đến cái cụm chủ đề mà đi giải trí, đi xem phim, đi xem kịch, đi xem hát như thế đấy. Rồi, mình có những cái chữ gì nè? Mình có show, mình có concert, mình có gì? Performance, là những cái show diễn, đúng không ạ? Rồi mình có mình có cái ban nhạc, thì mình có, thứ nhất là mình có band, music band, đúng không ạ? Mình có live performance, live concert. Chúng ta có dàn nhạc, chúng ta có orchestra, tức nghĩa là dàn nhạc giao hưởng. Rồi chúng ta có classical music, chúng ta có play là vở kịch, chúng ta có theater, thì như thế. Đó, những cái có thể liên quan đến cái bối cảnh của cái nhà hát, ta nhớ những cái đó. Rồi thì quay lại với cái bài của chúng ta, thì quay đi quay lại là mình sẽ cần bốn cái yếu tố này ha, và các bạn sẽ chuẩn bị, các bạn nghe thử dùng tiếng Anh cái khúc này nhé. Rồi mình bật băng nha. Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, so what's the first play that audiences can see when the theater reopens? We've got a very exciting production of Peter Schaffer's Royal Hunter's Son, which is currently touring the country. That starts on October 13th and runs till the 19th. We're experimenting. Okay, và tới đây là chúng ta vừa nghe được cái gì ạ? Start gì đó? October 13 and gì đó, October 19. Các bạn nghe ra mà, bật lại nha. Exciting production of Peter Schaffer's Royal Hunter's Son, which is currently touring the country. That starts on October 13th and runs till the 19th. Wait. Rồi, chúng ta coi cái tab script nè. Thì cái cô này cô đọc hơi nhanh, thì các bạn chịu khó tí xíu. Lúc nào các bạn còn mới bắt đầu, các bạn chưa có nghe được nhiều á, thì các bạn có thể làm một cái hành động sau, là chúng ta có một cái speed ở đây nè, chúng ta sẽ chỉnh về cái 0.75 hoặc 0.5 để cho cái tốc độ nó chậm hơn tí xíu. Rồi dần dần chúng ta sẽ nghe với cái tốc độ normal, tốc độ bình thường ha. Và chúng ta sẽ nghe được cái gì ở đây ạ? Okay, so what's the first play that audiences can see when the theater reopens? Okay. Right, we've got a very exciting production of Peter Schaffer's Royal Hunt of the Sun. Right. Vậy thì chúng ta vừa nghe được cái tên mà chúng ta nói hồi nãy, Royal Hunt of the Sun. Vậy thì sẽ bắt đầu chúng ta tập trung cái sự chú ý vào which is currently touring the country. Như vậy là chưa phải cái thời gian mà mình mong muốn, đúng không ạ? Chưa phải thời gian, chưa phải cái ngày. Nhưng that starts on October the 13th. Do đó các bạn không có chủ quan,
Các bạn đừng có nghĩ là còn lâu lắm cái thông tin nó mới đến, mà có thể nó nhảy bổ ngay cái chỗ của các bạn vừa vừa vào luôn. That starts on, starts on là nghe thấy starts rồi đó. Rồi tiếp tục có gì ạ? October the 13th, đúng không ạ? Và có thể là người ta không có nói là finish, là end hay là cái gì cả, nhưng mà mình sẽ vẫn lắng nghe để tìm kiếm một cái ngày tháng cụ thể nào đó. Thì chúng ta sẽ thấy là run till the 19, được không ạ? Như vậy thì người ta có cái start nhưng người ta không có end, và người ta cũng không có finish hay là complete gì cho các bạn ở đây cả, mà người ta có run till là chạy cho đến, diễn ra cho đến ngày 19, được không mọi người? Ngày 19, ok. And then, rồi, như vậy thì ở đây mình sẽ điền được gì ạ? Ở đây mình cần điền 19, 19th, 19th, được không? Hoặc các bạn có thể điền là October 19, điền đầy đủ luôn cũng được. Bởi vì ở đây người ta cho phép mình là gì ạ? No more than two words and or a number. Okay. Thì các bạn có thể điền là một cái chữ và một con số. Hoặc các bạn chỉ cần điền một con số là 19, y hệt như cái gì các bạn được nghe là xong. Rồi, và các bạn tiếp tục các bạn nghe. Và lưu ý chỗ này á, là các bạn điền như thế nào để check note cho nó nhanh nè. Các bạn sẽ điền cái con số 19, 19, không thêm cái gì cả. Đừng có suy nghĩ là cái số thứ tự của nó là phải ST hay là ND hay là TH ở phía sau hết. Cái đó mình sẽ tính sau, tí nữa có thời gian mình chuyển cái câu hỏi, cái câu trả lời vào trong cái tờ giấy đáp án của mình á, thì mình xử lý nó sau. Còn bây giờ mình đang quan trọng với chuyện ghi chú, do đó là mình chỉ cần 19 xong ha, và cũng không cần gần ghi October hay là cái 19 TH ở phía sau cả, mình ghi 19 cho nó nhanh là được rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục với cái starting time, và mình sẽ kỳ vọng như thế nào ạ? À? Ví dụ nó có thể là start of, hay là commence, hay là begin, ví dụ như vậy. Hoặc là from, được không ạ? From cũng biểu thị cho một cái gì ạ? À? Một cái sự bắt đầu. Rồi, vậy thì chúng ta xem có thời gian nào hay không. Thường thời gian nó sẽ có cái 7. Các bạn nghe thử nhé. Experiment a bit with the time the curtain À, mình goes quay up lại tí xíu. to shadow the royal hunt of the sun, which is currently touring the country. That starts on October 13th and runs till the 19th. We're experimenting a bit with the time the curtain goes up. We used to start all our performances at 7:30, but that made it difficult for people to go home by public transport. So instead, we're beginning at 7, because at 9:45, when it finishes, there are still buses running. Tickets are already selling fast. The Friday and Saturday performances sold out almost immediately. And in fact, now there are only tickets for Monday and Thursday. Ok. Rồi, vậy thì á, cả cái đoạn này chúng ta sẽ nghe được những con số nào ạ? Cả cái đoạn này mình sẽ đi nghe được, dường như là nghe được nhiều hơn một con số. Bây giờ mình sẽ nhờ các bạn nghe lại cái đoạn này, nghe lại cả cái đoạn này, các bạn ghi chú xuống tập dùng cho tiếng Anh. Tất cả những con số mà các bạn nghe được nha. Mình sẽ nhờ một bạn có thể giúp mình là tí nữa nghe xong các bạn sẽ nói cho mình biết là có cái số nào nha. Tí nữa mình sẽ nhờ bạn Nghĩa Minh nha. Nine when it visits touring the country. That starts on October 13th and runs till the 19th. We're experimenting a bit with the time the curtain goes up. We used to start all our performances at 7:30, but that made it difficult for people to go home by public transport. So instead, we're beginning at 7, because at 9:45, when it finishes, there are still buses running. Tickets are already selling fast. The Friday and Saturday performances sold out almost immediately. And in fact, now there are only tickets for Monday and Thursday. Rồi. Ok, nhờ bạn Nghĩa Minh nha. Không biết là các bạn có bị lè lắm không ha. Rồi, bạn Nghĩa ơi ạ. Alo. Alo, mình nghe này. Rồi, vậy mình có những cái con số hoặc cái thời gian nào ạ? À? Mình nghe là nghe phần thông tin, nghe phần thông tin.
7:30. Rồi còn gì nữa không ạ? Nine thirty. Rồi. Mình có cái sự khác biệt nào giữa con số này không ạ? Rồi còn gì nữa không? Cứ bao nhiêu cũng muốn nói, cứ nói hết, không sao hết. Với cả là seven. Rồi vậy thì ba con số này nó gắn với những cái thông tin gì ạ? À? Nó có sự khác biệt gì giữa nhau không ạ? Tức là mình đang link được là 7:30 thì là Pháp và em thì là 7 giờ. Còn 9 giờ bao nhiêu đó thì cái gì thôi như thế này. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được là thường cái thời gian á, là cái việc mà để nghe được cái con số thì nó khá là dễ dàng. Thành ra người ta sẽ đánh bẫy mình cái việc đó. Đối với bạn nào các bạn không có tập trung chú ý vào cái nội dung, cái mạch của câu chuyện á, thì sẽ dễ bị đánh lừa, bởi vì các bạn chỉ cần nghe cái con số đầu tiên thì các bạn lại đi kết luận ngay. Thì do đó là cái việc ở đây chúng ta sẽ cần làm gì vậy mọi người? Cảm ơn mình Nghĩa nha. Chúng ta sẽ cần lưu ý là thay đổi cái mạch câu chuyện, và chúng ta sẽ mở ra cái mạch câu chuyện nó như thế nào, thực sự nó như thế nào. Chúng ta xem nè. We're experimenting a bit with the time the curtain goes up. À như vậy á, thì hồi nãy là tôi mình có nói với mọi người cái việc start á, nó sẽ có nhiều cái cách diễn đạt khác nhau. Ví dụ là start nè, hay là begin nè, hay là from nè. Và thậm chí ở đây á, là một cái lối nói, hay còn gọi là cái idiom là the time the curtain goes up, tức nghĩa là cái thời gian kéo cái tấm rèm, cái tấm màn nhung lên, đúng không ạ? The time the curtain goes up nó biểu thị cho cái gì ạ? Cái lúc mà cái show đó nó bắt đầu, thì tức nghĩa là cái lúc mà tấm màn được kéo lên. Rồi cho dù cái chỗ đó mình nghe mình không hiểu gì đi nữa thì tiếp tục mình vẫn cứ lắng tai nghe, biết đâu sẽ còn cái gì khác. À may quá thì chúng ta có we used to start all our performances at 7:30. Cái con số đầu tiên mà chúng ta nghe được dĩ nhiên là 7:30, nhưng mà nhớ dùng cho tiếng Anh là cẩn trọng vào cái việc đó. Bởi vì sao? Ở đây nó có we used to start, we used to do something, tức nghĩa là chúng tôi từng làm cái điều gì đó trong quá khứ. Và ở đây có cái từ khóa là start. À thì bạn nào mà nghe mà không cẩn trọng á, thì các bạn sẽ nghe được cái từ start cái xong rồi 7:30, vậy là các bạn sẽ điền ngay vào cái chỗ đó là 7:30 là sai, được không ạ? Vậy thì có phải nghe được cả cái used to nữa, là đã từng bắt đầu các cái show diễn lúc 7:30. Rồi sao nữa? But that is difficult, that made it difficult for people to go home by public transport. Nhưng cái việc đó khiến khó khăn đi lại bằng public transport. So instead, we'll be beginning at 7. Chúng tôi sẽ bắt đầu, đang bắt đầu tại 7. Cái thì ở đây là thì gì ạ? Present continuous, để nó thể hiện cho sự việc đang diễn ra hoặc là một cái sự kiện diễn ra trong tương lai gần, một cái hoạch định trong tương lai gần. Như vậy ở đây mình tiếp tục nghe được con số thứ hai là 7. We're beginning at 7. Hồi nãy mình đã nghe được start rồi, nhưng nó là used to start. Bây giờ mình nghe được begin, nhưng nó là beginning. Vậy thì tạm chấp nhận ở đây là cái 7 nó sẽ thay thế cho cái 7:30. Và tiếp tục nghe coi có cái sự phản đối nào nữa hay là không, được không ạ? Thì tiếp tục chúng ta lại nghe. Nãy giờ chúng ta nghe được hai con số, chúng ta phải check note lại ngay hai con số đó xuống tờ giấy ha, không bỏ sót con số nào cả. Bởi vì nếu như mà chúng ta nghe tới cái 7:30, chúng ta nghĩ là ok chắc không phải đâu, nhưng không ghi lại. Cái chúng ta nghe tới cái 7 mà lỡ đâu cái 7 nó không có hợp lý bằng cái 7:30, cái tí hồi cái mình lại quên cái con số ban đầu mình nghe được là cái gì, thì lỡ lúc đó chắc chết. Do đó là nghe được con số nào, mình đã xác định tư tưởng là chỗ này cần điền con số starting time, cần điền con số là có bao nhiêu con số, mình cứ note xuống hết, mình sẽ phân định sau. Rồi thì ở đây là mình sẽ có we'll be beginning at 7, begin nhưng mà beginning như vậy. Ok, tôi sẽ viết thêm con số 7. Tiếp tục, because at 9:45, tôi sẽ ghi 9:45 vào giấy, nhưng tôi chưa dám kết luận nó. Chúng ta sẽ giảm ta lên nghe tiếp.
When it finishes. When it finishes. Được chưa? Vậy thì rồi tiếp tục, chúng ta lại dường như là chúng ta đang inclined towards, tức là có xu hướng nghiêng về cái số 7 rồi đây, nhưng mà vẫn tiếp tục dõng tới lên nghe coi là còn có thông tin phản bác nào nữa hay không, hay là họ sẽ move on qua cái thông tin mới. Như vậy thì mình sẽ thấy là there are still buses running, và tiếp tục tickets are already selling very fast, được không ạ? Thì tới đây không còn có sự phản bác nào nữa thì mình mới tự tin mình khoanh tròn cái số 7 để mình đánh dấu là ok, tôi nghe được ba con số nhưng cái con số cuối cùng mà tôi lựa chọn đó chính là số 7, được không? Rồi, và tiếp tục chúng ta sẽ thấy gì ạ? Tickets are selling very fast. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nghe tới cái đoạn mà tickets available. Hồi nãy vừa nghe xong, tickets are selling very fast, đúng không? Có chữ gì để kích thích mình tới cái chữ này ạ? Mình tới cái chữ tickets. Rồi, mời các bạn nghe cái chữ tickets nhé. 9:45, when it finishes, there are still buses running. Tickets are already selling fast. The Friday and Saturday performances sold out almost immediately. And in fact, now there are only tickets for Monday and Thursday. How much are they? Right. How much are they? Có nghĩa là what are the price rồi. Ok. Như vậy thì cái tickets hồi nãy là như thế nào ạ? Chúng ta nghe được cái gì ạ? Trong thâm tâm, trong tư tưởng của chúng ta xác định chúng ta phải nghe được cái người hoặc là cái một cái ngày nào đó, đúng không ạ? Hoặc bất cứ một cái thể loại nào khác mà chúng ta chưa từng expect tới, chưa từng có suy nghĩ tới. Phải luôn luôn sẵn sàng open cho cái đoạn này một tí xíu. Thì chúng ta sẽ thấy là cái tickets available này là người ta đang nói là tickets is selling very fast. Và như thế nào ạ? Selling fast như thế nào? Fast ở cái đoạn là the Friday and Saturday performances sold out almost immediately. Friday, Saturday. À, tôi sẽ ghi nhớ trong đầu, tôi chưa có ghi xuống trong giấy mà tôi sẽ ghi nhớ trong đầu. Friday, Saturday. Cái câu này cổ viết, cổ đọc rất là nhanh, thành ra là mình chỉ tóm ý thôi. Friday, Saturday performance sold out almost immediately. Và ngay khi nghe cái chữ sold out là chúng ta sẽ xác định ngay nó không phải là available. Available tức nghĩa là còn bán, còn có sẵn, còn có để mua. Còn sold out tức nghĩa là đã bán hết rồi, đúng không mọi người? Như vậy thì Friday, Saturday không có giúp ích gì cả. Tiếp tục. And in fact, now there are only tickets for Monday and Thursday. Được chưa? And in fact, now there are only tickets. There are tức nghĩa là có vé. There are có sẵn, có vé available. There are only chỉ có vé cho Monday and Thursday. Ở đây người ta không đọc ra cái chữ available. Nhưng cái từ khóa chúng ta có thể gắn kết được ở đây là gì ạ? Tickets, được không ạ? Tickets. Và chúng ta sẽ xem cái mảng thông tin nào mà tickets nó có. Như vậy thì dù không có available, nhưng ở phía trước chúng ta đã nhận thức được cái chuyện là nó đã sold out rồi. May quá, cái chỗ này vừa ghi cái chữ tickets are selling very fast chấm một cái, người ta cho ngay hai cái ngày, Friday, Saturday. Mới nghe lướt qua thôi thì chúng ta sẽ không nắm bắt được cái thông tin Friday, Saturday. Nhưng người ta cho phép mình có một cái thời gian để định thần bằng cách là người ta cho mình cái sold out, được không ạ? Là bán hết. Như vậy thì vừa nghe sold out xong là chúng ta phải xác định là ủa vậy thì cái gì nó mới không sold out, cái gì nó mới còn lại, cái gì nó mới remain, left hay là available. Chuyển qua cái màn hình từ vựng một tí xíu để nói về cái việc đó thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta có ticket sold out. Vậy thì ngược lại chúng ta sẽ thắc mắc là ủa vậy thì cái gì nó còn lại, cái gì là tickets left hay là ticket remain hoặc là tickets available, được không? Sẽ có những trường hợp chúng ta phải nghe thấy những cái chữ này liên quan đến cái tickets. Và bây giờ là người ta có là there are only tickets, được không ạ? Chúng ta chỉ còn có những cái vé, chỉ còn vé tức nghĩa là available, chỉ còn tức nghĩa là có, được không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có là there are tickets available only for Monday and Thursday. Và lập tức ghi gì ạ? Ghi chú như thế nào để nó nhanh nhất? Xin mời các bạn cho mình xin ý kiến. Ghi chú làm sao khi mà chúng ta đã xác định được là Monday and Thursday? Mời bạn Hannah. Mình thường ghi MONTHU. Ok, hoặc là
M và T, hoặc là M, M and TH. Ok, thì tùy các bạn có thể ghi, có thể các bạn ghi theo cái kiểu mà nguyên tắc ở trên các lịch là MON hoặc là MO, hoặc là tôi đã biết sẵn là trong tuần là chỉ có mỗi cái ngày Monday là có M thôi, tôi sẽ ghi là M. Và cái T thì tôi có thể ghi là Thursday, hay là tôi ghi là Thu, hay là TH. Đó, thì tùy mọi người có thể ghi. Rồi nói chung là cái cách của bạn Hannah cũng rất là tốt rồi ha. Rồi các bạn có thể tham khảo cái cách của bạn Hannah. Và mình sẽ coi tiếp là vừa nãy xong cái Monday and Thursday, mình sẽ vẫn giữ vững cái tinh thần là coi còn dữ kiện gì nữa hay không. Thì người ta mới nói là how much are they? Ok, tôi sẽ buông cái đó và tôi chuyển sang sự tập trung của mình qua how much. Khi mà đợi hỏi là how much rồi thì sẽ còn là cái price mà thôi, được không ạ? Price, và bây giờ mình sẽ cố gắng là mình nghe thử là cái price của nó như thế nào. Chuẩn bị bắt đầu nha. Introduced a simpler price structure. Ticket prices used to range from £6 to £30, but now they're all £18. They're available from the box office, in person, by phone, fax or post, or online. Okay, Lynn, now if you'd like to give the contact details. Okay, vậy thì mọi người thấy như thế nào ạ? Nó sẽ, mình sẽ cần đi tập trung vào cái mỗi một cái việc thôi, là đi tìm những một cái con số phù hợp. Và cũng giống như cái thời gian hồi nãy, bởi vì nó quá đơn giản cho nên là người ta sẽ cài bẫy mình. Ở cái việc là như sao ạ? We've introduced a simpler price structure. Chúng ta sẽ có một cấu trúc giá đơn giản hơn. Và ticket price là tiếp tục ticket price. Nó sẽ khiến cho mình dễ mắc bẫy vào ở trong cái mà mình ẩu là mình sẽ điền vào ngay. Used to range, và thấy là có cái used to là trong quá khứ rồi, là không có hợp lý rồi đó. Used to range from 6 to 30. Okay. Mặc dù mình nghe 6 and 30 đó, nhưng mà mình nghe có tới cái chữ used to là tôi thấy là trong quá khứ là tôi thấy là không được rồi, không chơi được. But now they are all £18. £18. Okay. But write down, ngay lập tức ghi xuống cái giấy nhắc của mình. 1, 8. Được chưa? Bởi vì tất cả những cái này nó không có đợi chờ mình để ghi được tất cả cái con số 6, 30, 18 để mình còn suy nghĩ lại đâu, mà nó chỉ có là used to. Ok, used to mà 6:30 là không được, tôi sẽ không chơi. Và now there are £18. Now there are £18. Như vậy thì cái mà tôi cần là cái now và 18 pounds. Rồi, tiếp tục còn cái dữ kiện là đánh bẫy đúng không ạ? Mình lại tiếp tục nghe. They're available from the box office, in person, by phone, fax or post or online. Như vậy thì ở đây không còn cái ticket price nữa, mình có thể cảm thấy bớt bớt nhẹ nhõm một tí xíu, nhưng mà cái não mình vẫn tiếp tục căng lên cho đến khi mình nghe thấy cái câu cuối cùng, nó cái giọng nó giảm xuống dần dần, là mình thấy là không còn, cái đó chỉ là cái đường đáp của nó xuống thôi, thì không còn cái dữ kiện nào ở đây nữa đâu, cho nên là thôi mình nó sẽ giãn ra một tí xíu, không cần căng lên nữa nha. Và lúc đó mình tranh thủ hết mọi thời gian, hết tốc lực để mà mình xem xét lại đáp án và chuyển đáp án vào trong cái tờ giấy làm bài của mình. Và nhớ lưu ý số ít số nhiều, đếm được không đếm được như thế nào nha. Rồi, và các bạn nào mà đi thi cái dạng thi mà computer based, tức nghĩa là thi trên máy tính á, thì các bạn sẽ nhớ dùng được tiếng Anh là nó có một cái tờ giấy. Ở mỗi lần mà các bạn chuyển sang một cái bài thi mới, ví dụ lúc đầu là nghe thi listening, xong lúc sau là nghe thi reading, rồi cuối cùng là thi writing á, thì mỗi lần như vậy người ta sẽ phát cho mình một cái tờ giấy, ghi một cái password để mà mình nhập vào thì nó mới hiện ra cái đề cho mình. Thì cái tờ giấy đó cũng đóng vai trò làm tờ giấy nháp luôn nha, tờ giấy nháp luôn. Thành ra lên trên lý thuyết á, là mình không có cái gì để ghi, bởi vì mình thi trên màn hình máy tính, nhưng mà sẽ luôn có cái tờ đó, và ở kế bên các bạn luôn có hai cây bút chì người ta để sẵn cho mình. Như vậy là mình hoàn toàn được viết, được ghi chú, do đó chúng ta không có tội gì mà chúng ta phải vừa nghe mà vừa đi nối đáp án ở trên màn hình nha mọi người nha. Mình sẽ dùng cái cây viết và cái tờ giấy đó để mình check notes vào cái tờ giấy nháp đó, rồi tí nữa mình sẽ bấm vào trong màn hình sau, bởi vì nó sẽ cho mình thời gian để mình fill in, mình điền vào cái màn hình đó, được không mọi người? Do đó
tập thói quen, vẫn tập thói quen take note, dù cho các bạn có thi là thi giấy hay là thi máy tính gì đi nữa thì các bạn cũng phải làm cái hành động đó dùng để tốt ngành. Được chưa mọi người ạ? À? Rồi, đối với cái câu cuối cùng á, thì chúng ta cũng học thêm một cái việc nữa là liên quan đến cái cụm từ mà mua vé như thế này, thì giống như hồi nãy Tuấn Anh nhắc với mọi người á, là chúng ta có box office in person, mua tại quầy vé, mua trực tiếp in person, mua qua điện thoại by phone, fax or post qua bưu điện, hoặc là mua online on the website, on the internet, ví dụ như vậy. Thì qua từng cái bài học chúng ta cứ ghi chú lại những cái bức tranh, những cái bộ phim mà nó hiện lên trong đầu của mình, để mình quen với cái việc đó, sau này khi mà mình ra thi vào một cái môi trường, một cái hoàn cảnh, bối cảnh câu chuyện đó thì chúng ta không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, thấy quen thuộc ngay, được không ạ? Rồi, các bạn có câu hỏi nào nữa không ạ? Bạn nào không có câu hỏi nào khác thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây. Và bài tập của tuần này á, là sau khi mà các bạn, bạn nào mà đã nghe được cái đoạn task 1, task 2 này rồi, thì các bạn giúp dùng cho Tuấn Anh nghe cái section 1, 2 của cái test số 2 và test số 3 nếu có thể. Rồi, bạn nào mà cảm thấy là cái test số 2, test số 3 các bạn làm xong rồi, các bạn thấy là đáp án các bạn ở đây là có 20 câu mà các bạn đúng được khoảng 18, 19, 20 câu, thì các bạn tiếp tục các bạn nghe dùng cho Tuấn Anh cái section số 3, cái section số 3 của cái đề nha, 3 và 4. Rồi, thì cái bài tập Tuấn Anh sẽ dặn dò qua video, qua Skype sau ha mọi người ha. Nói là nói trước như vậy. Và một cái dặn dò nữa là thứ 6 tuần này Tuấn Anh có một cái việc bận á. Thành ra là Tuấn Anh sẽ, mình lớp mình sẽ nghỉ cái ngày hôm đó. Nhưng mà mình sẽ học bù vào tối thứ 5 cùng cái khung giờ 7:30 tới 9 giờ luôn. Thì bạn nào mà không có thu xếp được cái thời gian đó, đó thì các bạn có thể là coi lại video sau buổi học, hoặc là các bạn có thể nhắn dùm cho Tuấn Anh biết là các bạn có tham gia được cái buổi học ngày thứ 5 đó hay không, để Tuấn Anh coi là nếu như mà quá nhiều người học viên của chúng ta mà không có thể tham gia được cái buổi đó thì Tuấn Anh sẽ thu xếp thay bằng một cái buổi khác, ví dụ như sáng thứ 7 chẳng hạn ha mọi người ha. Có gì nhắn dùm cho Tuấn Anh biết sớm để Tuấn Anh còn thu xếp lịch để thông báo với các bạn nhé. Bạn nào mà không có rảnh được cái thời gian mà tối thứ 5 thì nhớ nhắn dùm cho Tuấn Anh liền để Tuấn Anh biết. Rồi, cảm ơn mọi người. Các bạn nếu mà có câu hỏi thì các bạn có thể đặt câu hỏi tại đây. Còn nếu mà không thì các bạn có thể thoát ra ngoài nghỉ ngơi tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ về nhà tập đọc nghe.